xin chào mừng quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của âm thanh Đức Hạnh. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý khách hàng trong một clip tech chiếc mâm than Peeler P3 để gửi tới quý khách hàng một trong những chiếc mâm than đỉnh cao của những chiếc mâm than Peeler. Và chiếc mâm than Peeler P3 luôn nằm trong top 10 mâm than tốt nhất cho mọi thời đại, được rất nhiều giới audio bình chọn bởi thiết kế cực kỳ chuẩn mực với hệ thống chống rung rất tốt và motor đạt quay độ ổn siêu nhỏ. Điều này giúp mâm than tái tạo âm thanh, nền âm cực tĩnh, điều mà người chơi audio, chơi đĩa than luôn mong chờ đạt được. Như vậy, V3 có phần tay cần tôn nam, thiết kế cũng rất hết sức tỉ mỉ với ổ bi bạc trục được gia công chính xác, ụ cần được ngâm nổi trên dung dịch dầu giúp cho tay cần chắc kinh trên rãnh, giúp cho tay cần vâng bạc trục thì được gia công rất tỉ mỉ, ụ cần được ngâm nổi trên dung dịch dầu giúp cho tay cần chắc kinh trên rãnh đĩa rất hiệu quả, khai thác tốt chất âm tối đa nhất cho bản thu. Vâng, có một chiếc mâm than như vậy thì chắc hẳn rất nhiều anh em chơi audio đang muốn tìm kiếm và săn lùng sản phẩm như vậy. Chiếc mâm than này thì có trọng lượng khá là nặng, 50 đến trên 50 kg, cửa hàng không đo nhưng chắc chắn là sản phẩm này hai người khênh cũng đã rất là nặng rồi. Điện 100V, tốc độ chuẩn 3345. Vâng, cánh tay cần rời, kim pi xịn, bên nâng hạ thủy lực êm ái nhẹ nhàng lên xuống. Vâng, và nhìn vào độ đẹp của sản phẩm thì quý vị và các bạn có thể nhìn thấy những chiếc mâm than trong thời gian vừa qua cửa hàng cung cấp cho quý vị và các bạn cũng đã đến 10 chiếc mâm than về với cửa hàng, và đây cũng là chiếc thứ 13 cập bến với cửa hàng. Thì những chiếc mâm than được quý khách hàng lựa chọn, chất âm thì đã tuyệt vời rồi, nhưng chiếc mâm than về trong ngày hôm nay thì chất âm rất là đẳng cấp luôn. Cửa hàng sẽ gửi tới quý khách hàng một bản test trong buổi chiều ngày hôm nay cho quý vị và các bạn có thể nghe thử chất âm của chiếc mâm than. Và ngồi trực tiếp đối diện với chiếc mâm than này thì chất âm quá đẳng cấp luôn nhé. Vâng, sau đây cửa hàng sẽ cho lớn volume một chút, quý vị và các bạn cùng với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thưởng thức chất âm. Và cửa hàng đang phối ghép cùng với một cặp loa JBL 4333A cùng với một chiếc âm ni concept 16.5 phía sau. Và sau đây cửa hàng sẽ cho lớn volume, quý vị và các bạn có thể nghe chất âm của chiếc mâm than này. Quá là đẹp luôn. Độ đẹp thì 98%. Giá thành của sản phẩm thì dưới 100 triệu một chút xíu. Dưới 100 triệu một chút xíu nhé. Trời buồn mây càng buồn, chẳng mây nữa thêm bận buồn, nhớ em từng phút mong từng giây. Biết rằng cuộc tình đầu thương gầy bao thương đau, càng yêu nhau càng xa nhau. Người đừng về cho nỗi tiếc thêm dâng cao, để cho tình chết theo mùa đông.
gây chia ly. Vì ai em ra đi mãi mãi. Giờ thì còn lại gì hay muốn kia không tôi. Chúc em hạnh phúc trong tình duyên mai sau. Giọng nói ngày xưa như hồn hoa. Đừng nhắc người ơi, mười năm rồi còn gì. Anh sợ em ngày biệt ly. Thế rồi tình lại buồn vì ai gây chia ly. Vì ai em ra đi mãi mãi. Giờ thì còn lại gì hay muốn kia không tan. Chúc em hạnh phúc trong tình duyên. Vừa rồi quý vị và các bạn đã được nghe chất âm của chiếc mâm than Peeler P3 thể hiện trên một cặp loa JBL4333A cùng với một chiếc âm ni concept 16.5 và những vị khách chơi sành về những chiếc mâm than. Các bác có thể lựa chọn những chiếc kim cho mình có giá tầm 200 triệu, rất rất nhiều tầm giá cho những chiếc kim thì chất âm có thể đỉnh hơn nữa. Vâng, âm thanh Lê Hạnh cũng xin kết thúc clip tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt.